Thánh với mẹ sẽ đi lên trên sân thượng để hái rau một ạ. Đi hái rau. Giới thiệu mọi người cái vườn rau vừa nãy mẹ mới trong vườn rau hái để mai mang chợ bán. Mùa này bán rau hơi bị giàu. Quá rau, rau chỗ mọi người. Khánh lâu lắm rồi không lên đây. Cái này khi nào mà rảnh rỗi thì Khánh mới lên thôi. Đây. Mẹ mới vài hả? Đây rau muống mọi người này. Đó, nói chung là cái này thì sùng sốt mẹ cứ đi mua đất về xong trồng vào mọi người. Cái này mẹ kiếm hạt xong trồng mẹ đi ra chơi cái này. Đi thấy vườn hoa của hồ trên đường mới mẹ dù hai cây. Vậy là mẹ ăn trộm giống mẹ của người ta. Mẹ chín ba. À xin à? Ừ. Tưởng ăn trộm chứ. Hồi chiều có rang rồi, bây giờ tắm tiệc xong mà nấu cơm, mới nấu cơm xong. Bây giờ sẽ giả cái này ra làm muối lạc nha, muối đậu mọi người. Đó thì sẽ đâm nhỏ ra. Dưa quả bỏ dài. Không đâm vừa vừa thôi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với cái video tiếp theo của Khánh nha. Thì hôm nay là ngày thứ bao nhiêu thì Khánh không nhớ nữa. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng ngày bao nhiêu mà mình đang ở trong nhà thì Khánh không biết rõ, bởi vì là hơn 2 tháng trời không đi đâu, không làm gì hết. Thì hôm nay thì nhà Khánh đi chợ để mua đồ ăn thì không mua được mọi người, bởi vì là Oách Hóa Xanh họ đồ họ, nói chung mua tầm này thì không còn đồ luôn, nên hôm nay vẫn không có đồ ăn. Nói chung không phải là không có đồ ăn, mà là mình đi mua đồ mà kiểu như không có thể mua được những cái đồ mà mình mong muốn á. Cho nên thì nhà Khánh thì hôm nay vẫn ăn uống rất đơn giản luôn. Trưa nay thì nấu nồi canh. Trưa nấu nồi canh có bỏ một chút thịt thế là ăn thôi. Đó, và chút mắm lần sau. Giờ hơi đói bụng nên Khánh sẽ đi luộc khoai lang ăn mọi người nhá. Mẹ vừa hỏi Khánh là có ăn khoai lang không? Còn là mẹ luộc thì ăn. Bây giờ Khánh sẽ xuống đi luộc khoai lang. Xuống luộc khoai lang rồi Khánh vừa nghĩ ra một món có thể ăn được khi mà mình không có đồ ăn. Đó là món gì mọi người? Một cái món rất đơn giản mà nó ăn cũng cực kỳ là chất lượng. Có nghĩa là ăn với cơm thì cực kỳ là ngon luôn. Thì món gì mọi người cùng xem Khánh trổ tài nhá. Rất là đơn giản luôn. Nói chung bây giờ ở nhà thì rảnh rỗi mọi người. Hàng hóa thì không có bán rồi, bởi vì là giờ dịch bệnh không thể giao hàng được. Đó, hàng hóa của Khánh thì để đó qua dịch ổn định rồi bán lại tiếp mọi người nhá. Đấy, thì mình ngoài đường đây. Đó, ngoài đường đấy mọi người thấy không ạ? Thỉnh thoảng mới có một cái xe chạy qua thôi. Đây là mới mở cửa để mà mẹ dọn vứt rác đi, vứt rác á. Đó, mẹ đang đi vứt rác này, mới mở cửa thôi, còn bình thường đóng lại hết, không có mở ra mọi người nha. Đấy, mẹ chào mọi người đi. Chào mọi người. Mẹ có đưa mua mà hư hỉ đi. À, khoai hư à? Khoai hư à? Cái khoai đi ta mua thì ngon. Cái khoai này là khoai tím. À quên, khoai khoai tím mật trước mà Khánh mua này vẫn còn ít. Nó còn khoai lang này là khoai lang Khánh mới mua. Thế bây giờ đi luộc khoai, mẹ mới hỏi Khánh ăn khoai không nhỉ? Luộc chưa đói bụng quá mọi người ạ. Đấy. Rồi, đi luộc khoai. Mẹ bảo bữa nay thấy đói bụng ăn ngon miệng là khỏe rồi, khỏi ốm rồi. Tại mấy bữa nay mẹ ốm mà. Mẹ ốm thì đây, Khánh vừa nói mọi người cái món mà Khánh sẽ làm á. Đây, cái này là bịch. Mọi người thấy không? Đây là đậu phộng này là mua bữa trước. Thì hôm nay Khánh sẽ làm, Khánh sẽ rang lên, sau đó làm muối đậu á. Đó, làm muối đậu rồi ăn với cơm. Đó, đơn giản. Đó, bây giờ Khánh sẽ đi làm luôn. Mẹ thì luộc khoai, còn Khánh thì làm muối đậu luôn. Ok cho mọi người. Đây, để đây. Dạ. Cái khoai tím nhanh hư đúng không? Khoai đó thì nó nhanh hư đó. Đây, bây giờ Khánh sẽ đi rang cái này. Đây mọi người, mẹ đang luộc khoai chín được đây. Khoai lang đúng không? Đây, khoai lang. Úi xù. Đó. Khoai lang, nó bây giờ trúng xuống. Này đói rồi cái gì cũng phải ăn. Đây. Cho mọi người xem tủ lạnh đây. Hôm nay chưa mua được cái đồ gì luôn mọi người. Đây. Có nghĩa là giờ vẫn chưa có rau mọi người, vẫn chưa mua được tủ, vẫn chưa có rau luôn mọi người thấy không? Vẫn như hôm qua. Còn sáng thì Thuận mới đạt được ký thịt bò. Đây thì bây giờ ăn khoai mọi người. Giờ chỉ có ăn khoai thôi, giờ đói bụng ăn khoai. Khỏe mà ăn khoai cũng mừng rồi. Lỡ cho này đâu ăn, nghe đâu ăn nhưng mà được. Chút nữa Khánh sẽ lên ở trên sân thượng á, Khánh quay cho mọi người xem cái vườn rau của nhà Khánh. Rau thì nói chung nó cũng không, rau mẹ trồng rau gì ta con quên rồi. Rau
mồng tơi, cải cây, cải thìa. Chút nữa lên cho mọi người xem nha, xem vườn rau nhà Khánh. Nói chung là đất thì không có, mua mọi người trồng trồng đại. Đó, thì đây là khoai. Khoai là đây. Đang nóng lắm mọi người. Giờ đang nóng, mới luộc xong mọi người. Thuần ơi ăn khoai, Thuần ơi. Xuống ăn khoai em. Đó thì chiều nay ăn khoai. Khoai này là khoai lang đỏ, khoai lang Long Khánh mua. Mua ký, hình như mua ký vừa Khánh đặt rau, anh mua ký về ăn thử. Này trong đợt khoai này. Cái củ trong này trong hai củ. Một lên lạ. Đây khoai mọi người, giờ ăn khoai, đang nóng. Ăn nóng mới ngon. Khánh lâu lâu rồi đâu ăn khoai mọi người. Đây hôm nay đói bụng. Rồi. Lên khỏe với ngày đói bụng ăn được. Mẹ cũng mới ốm dậy mọi người. Mấy đứa nghe nói đến đồ ăn là nghe mệt chứ. Bây giờ cả nhà ốm lắm mọi người, Khánh, Thuận và mẹ ốm. À, có một số cô chú anh chị hỏi là lâu rồi sao không thấy ba. Thì chia tiền đây chia sẻ cho mọi người biết luôn là ba về Đắk Lắk cách đây lúc mà Sài Gòn đang chuẩn bị gọi là chưa có dịch á, thì về quê có việc. Tức là đúng lúc Sài Gòn dịch, thế là không có xuống trở lại được. Thành ra bây giờ 2 tháng rồi đang ở trên Đắk Lắk mọi người. Cho nên mọi người hay hỏi là tại sao lâu nay quay clip mà không thấy ba xuất hiện. Đấy thì ba về trên Đắk Lắk ở rồi. Về trên đấy đúng mùa dịch nên là đâu xuống lại được đâu mọi người, đâu có xe đâu. Nên là ở trên, trên quê luôn. Mấy chị xuống đấy có xe không cho xuống biệt rắn với cách lý khổ lắm. Đúng rồi, xuống đây ở trên đó còn có anh em bạn bè rồi. Họ hàng trên đấy thì ba nói chung trên đó thì vẫn ở nhà cũ ấy, nó thành ra là vẫn an toàn hơn dưới này xuống đây. Giờ xuống đâu xuống được mà xuống đâu được đâu. Đâu xuống được đâu mà xuống. Xuống đâu được đâu, xuống. À trên đó an toàn hơn. Bây giờ bảo về nhà thì Khánh thấy về nhà an toàn hơn rất nhiều rồi. Dưới này giờ dịch nó bùng phát quá nhiều rồi. Ngay cả việc đi mua đồ ăn cũng khó khăn rồi mọi người, phải mua phải có phiếu đi mua được. Rồi mua nhiều khi còn không có để mà mua mọi người. Thuận ơi. Thuận. Thuận ơi. Dưới này thì hiện tại còn chú ăn nóng. Khánh mẹ với Thuận thôi, còn Hòa với Hương thì ở bên nhà riêng của hai đứa bên kia. Đó, còn gia đình còn đúng 3 người. 3 người thôi mọi người, cho nên là gần đây đâu đi được đâu, qua ngoài đâu mà quay được mọi người, cho nên là loanh quanh chỉ có ba mẹ con. Qua những sinh hoạt hàng ngày của Khánh với mẹ với Thuận cho mọi người xem thôi. Thì chút nữa Khánh sẽ lên trên sân thượng cho mọi người xem vườn rau nữa. Có vườn rau nhà Khánh bữa nay ngon. Mẹ chuẩn bị đi bán rau cho chợ Gò Vấp cho mọi người. Đói rồi cái gì cũng ngon. Không ngọt lắm, không ngọt. Còn phải tính về bữa trước là Khánh mua làm thịt nguội đó. Bây giờ còn dư để lấy củ ăn. Khánh với mẹ sẽ đi lên trên sân thượng để hái rau một người. Đi hái rau. Giới thiệu mọi người cái vườn rau của mẹ mới trong vườn rau để hái để mai mang chở bán. Mùa này bán rau hơi bị giàu. Mỗi lần Khánh đi từ dưới lầu 1 cho đến lầu 3 lên đến nơi là tay chân là tay là rụng rời. Đây là lên đến tầng 2. Ờ, còn một cầu thang nữa mọi người ạ. Này là ở nhà coi như là tập thể dục luôn mọi người. Đây y chang tập thể dục luôn. Tập cho đôi tay chắc khỏe rồi. Quay ngoài mẹ đi. Đấy là mẹ của em xe chứ hình gì cho con. Đây là vườn rau. Wow. Rau cải có thể nhâm không? Thì uống ủng lên bên dưới đá bể như đây. Cắt rau muộn. Wow, rau trổ mọi người. Khánh lâu lắm rồi không lên đây. Cái này khi nào mà rảnh rỗi thì Khánh mới lên thôi. Đây. Mẹ mới vải hả? Đây rau muống mọi người này. Đó, nói chung là cái này thì thùng xốp mẹ cứ đi mua đất về xong trồng vào mọi người. Ở trên này có một góc này thôi chứ không có nhiều đất để trồng. Cắt rau này nấu gì ta? Rau muống xào mày. Tối xào rau muống nhỉ? Sao? Đó. Sao thì to? Bò hả? Trưa rồi. Hồi trưa là Thuận đi chợ mua được. À, đặt online đấy nhỉ?
Đó lên đây mát rửa rửa luôn mọi người. Cái này mẹ trồng mùng tới á, trong chỗ leo cái kia. Leo lên mưa, leo tới đó thôi, đâu cần leo. Để cắt ăn này đi. Leo nhiều quá làm gì. Đây là rau lang mọi người này. Trong có hai củ. Hai củ rau lang, hai củ khoai lang. Luộc nó sao? Nó ra rồi lấy mà. Luộc nó sao đấy? Lấy rau răm. Cắt đây để bán. Đây là rau răm mọi người. Cắt đây để bán. Đây đi cho mọi người xem rau. Đây là rau răm này, còn đây rau gì mẹ? Rau dền đúng không? Rau dền. Đây rau dền mọi người. Đây là rau dền mọi người này, còn đây là é quế, đây là rau quế. Rau dền lấy được nha, màu dạo có cấy đi lấy hai cái đó. Đây là rau é quế này mọi người. Còn kia rau cải, đây là gừng à. Đúng không gừng mày? Đây là rau rau cải hả mày? Đây là rau gì mày? Cải ngọt. Đây là rau muống, còn kia là rau mùng tơi. Mùng tơi ở dưới nhà, cái hành lang của Khánh cũng có một rồi. Đống rau mùng tơi cũng rất là ngon. Giờ đang đợi nó ra. Đó, vườn rau đơn giản có mấy cây vậy thôi. Đây là rau thần cua mọi người này. Đây mọi người này. Và có cua ăn mì tôm hết bà. Đây là rau mùng tơi mọi người. À quên, cái này là rau tầm cua. Thì cái này là hình như đợt mình đến đây nó có sẵn đúng không mẹ? Sao mẹ gieo nhỉ? Đúng, mẹ kiếm hạt ra chứ. À, cái này mẹ kiếm hạt xong trồng ra. Mẹ đi chơi thấy vườn hoa của hồ ra đường mới mẹ nhổ hai cây. Vậy là mẹ ăn trộm giống mẹ của người ta. Mẹ chín ba. À xin à? Ừ. Xin, tưởng ăn trộm chứ. Mẹ chín ba cây luôn cái cây cây. Còn đây là rau bạc hà. À, cái này là cái á. Rau thơm, rau thơm. Cái cải hồ điều ý. Ừ. Đây là cải mọi người. Con kia là rau xà lách. Cây xà lách. Xà lách mọi người. Đấy. Rau đây còn cải cây. Con này cải cây hả? Đây là rau ngô này. Rau ngô đâu mày? Rau ngô đâu? Cải hộp rau ngô. Cải hộp ngô. Ừ. Đấy xà lách đi, đây cây cải mà tí tí này. Đây có cây hành mọi người. Đây có cây hành nè. Còn chậu này mày trồng gì mẹ? Mới trong sàn dù. Cái này mẹ làm từng ô đất vào đây không mẹ? Từng hành nè. Từng hành ô lên đây. Ô đất con không xuống đó kìa. Để chơi đi chứ mua thêm đất. Còn đây được một cây hành lên ngoài. Đó thì vườn rau nhà Khánh đó. Có từng đó thôi. Nói chung ở đây là từng tấc đất tấc vàng mọi người. Đất mua theo ký không? Mua được theo 500 tiền đất đây. Mua đất phải đi mua mọi người. Được từng này là nó hơi bị gọi là quý giá. 500 tiền đất. Dịch bệnh thế này là có rau thế này là cũng ngon rồi. Chứ đi mua ngoài bác có rau tươi đi mà. Ừ. Đi mua ở ngoài giờ rau mắc lắm mọi người. Mà đôi khi mua còn không ra rau mà ăn đấy chứ. Đó, hôm nay Khánh sẽ tối nay sẽ ăn rau bún xài, xào hoặc rau canh. Nấu canh đi. Rau muống nấu canh nhá. Rau muống nấu canh đi nhở. Nấu canh nhiều. Hả? Nấu canh nhưng mẹ nhiều. Thì nấu canh hôm sau. Nấu canh hôm sau còn rau cải ăn sống. Đó. Rau muống. Rau muống xào tỏi. Giờ Khánh sẽ xuống dưới. Xào tỏi đi. Giờ Khánh sẽ xuống dưới Khánh làm cái đậu rang đậu một người. Rang đậu để ăn. Rang đậu nhiều muối. Nhiều tôm cuốn đấy. Tôi nói mẹ. Từng nói được. Từng nói mai ăn. Mình ăn phải tiết kiệm. Bữa nay ăn không thể phải lãng phí được. Tiết kiệm của đâu hơi hiểu vậy ăn thiệt đi. Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi mọi người. Thì bây giờ Khánh sẽ làm món đậu. À, như hồi chiều Khánh nói đấy, giờ sẽ làm món đậu rang muối đậu mọi người. Đấy, dạ. Cũng gần 5 giờ rồi. Nấu cơm thôi. 4 rưỡi chưa 5 giờ mọi người. Mẹ đang rửa rau. Đấy, giờ nấu cơm thôi. Nay cuối tuần đúng mọi người, hôm nay chủ nhật. Đó, Khánh sẽ làm món đậu rang. Đậu rang rang để giả với muối ấy. Muối rồi gọi là đậu muối đậu mọi người. Đó, rang lên rồi ăn thôi. Rồi, đó, Khánh rang chút nữa Khánh sẽ cho mọi người xem thành quả nha. Đó, cái này thì rất là đơn giản nên là không cần phải quay cho mọi người xem cồng kềnh gì cả. Mẹ đang rửa rau để chút nữa nấu canh hay là xào mẹ? Xào tỏi mọi người ạ, đậu muốn xào tỏi. Đó, giờ Khánh sẽ rang đậu này, chút nữa Khánh sẽ cho mọi người xem thành quả sau nha. Rồi xin chào mọi người, Khánh hồi chiều có rang rồi. Bây giờ tắm tiệc xong mà nấu cơm, mới nấu cơm xong. Bây giờ sẽ giả cái này ra làm muối lạc nha, muối đậu mọi người. Đó thì sẽ đâm nhỏ ra. Nhiều quá bỏ dài. Không đâm vừa vừa thôi. Anh không cần phải đâm nó ấy quá mọi người. Muối quay gần lại cho con. Muối phải ráng lắm nè. Muối rang á. Anh chanh ngược kìa.
đó mọi người, thì giá này xíu cho nó nhỏ là được. Sau đó mình trút ra đây, muối phải ráng, sau đi răng muối rồi. Khánh mới rang đậu xong thì Khánh bỏ thêm muối bột ngọt rồi đường vào đây để thành cả muối, gọi là muối tôm, à quên, muối đậu mọi người. Thì sẽ lấy một ít để tối nay ăn, còn cái này mình sẽ đựng trong là cái lọ xong mình ăn dần đó. Thì tối nay nhà Khánh ăn cơm tối thì có chả cá đây, Thuận thì vừa nấu canh xong đấy, chả cá rồi canh rồi rau muống xào tỏi, rồi đây có một rau sống hồi chiều Khánh hái đấy, đấy hồi chiều mẹ lên hái với rau muống xào đây này. Có này chả cá mua bây giờ mang ra ăn thôi, rồi có thêm chút đậu rồi canh bắp cải xú đó. Xong đó là đơn giản buổi tối ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã xem cái video ngày hôm nay của Khánh nha. Mọi người yêu quý Khánh thì đăng ký kênh này, theo dõi những cái để theo dõi những cái video tiếp theo, rồi xem hết những cái video như này của Khánh là được nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.